Đang đu chen cô ơi con muốn xỉu. Điều bất ngờ xảy ra khiến cả lớp khóc thét. Cũng là đu chen trời nóng quá muốn xỉu. Nhưng hôm nay sao lạ lắm. Khi cô giáo đã vào lớp, một bạn đại diện lớp đứng lên trăn trối với cô những lời nói quen thuộc. Thấy cô cười tươi, cứ nghĩ cúp được tiết học này, ai dè. Nghe cô bảo quay video gửi cho phụ huynh cái là cả lớp rén ngay. Thanh niên từ ngoài cửa đi vào ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lớp. Thôi trong 36 ghế, chuồng là thượng sách. Còn một bạn do nhập tâm với vai diễn quá mà cũng xỉu luôn. Như bình luận để lại, lớp gì mà cả học sinh lẫn cô giáo đều dễ thương quá. Coi lúc bạn nam vô trễ mà cười đau ruột. Cả đoạn bạn áo xanh xỉu quên không dậy nữa. Tỉnh dậy đi ông bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.